Thử nè, khoan đi. Rồi cái gì bánh tiêu mà bỏ vô tủ lạnh? Bánh tiêu bỏ vô tủ lạnh qua ngày sau mình bỏ vô là quy sống mình quay lại mình ăn tiếp. Ê má, tôi bán bánh tiêu nha, không có đụng chạm nha. Và quý vị em, mẹ em bán bánh tiêu 4.000 cái, mọi người có mua ủng hộ cho mẹ em nha. Kệ mẹ em. Vô chỗ ta. Chúng tôi xin gặp quý vị, bánh tiêu 4.000 một cái mà cái rất là nhỏ. Vậy thôi, nó quýnh em mẹ cái răng. Ai? Con cầu. Con cầu, bước ra. Trời ơi, quýnh. Con đứng sao nãy giờ con có đụng gì tới má má? Xin lỗi chị bự quá em nhìn chị không mà. Con ẩn. Ẩn sức. Ẩn sức. Ẩn sức. Mẹ mẹ cái răng. Trời ơi nó tức cái môi vậy nó tát mẹ cái răng kìa. Thầy. Thôi chị em mà sao em làm kỳ vậy? Trời ơi tại sao? Ai biểu nó nói kệ mẹ em. Thì phải rồi, thì mẹ em bán thì kệ mẹ em chứ có gì đâu. Ôi, mẹ em bán phải quảng cáo chứ mọi người biết chứ. Nói nghe nè, ở đây là em mẹ em đâu có đầu tư. Mà đáng lẽ là em đâu có nói, tự nhiên lo bánh tiêu của mẹ em vô chơi. Hả? Em đâu có mướn. Hả? À, 93-49 đường số 9 phường 16 rồi dắp nha mọi người. À, 93-49 đường số 9 phường 16 rồi dắp nha mọi người. À, 93-49 đường số 9 phường 16 rồi dắp nha mọi người. Quý vị đã đến với ca khúc được mang tên vô cùng với tiếng hát Lê Thị Ba Đù. Và bây giờ phòng lại đặc biệt thứ ba, chúng ta nhớ ủng hộ vé nha. Rồi bây giờ trên tay Hương Quả còn mấy vé nè con gái. Rồi bây giờ còn 3-4 vé chót nữa anh chị nha. Trên tay người đẹp Cầu Cầu còn mấy vé nè Cầu ơi? 3 vé luôn. 3 vé luôn phải không? Rồi còn 3 vé thì anh chị mình thương thì thương cho chót, và gọt thì gọt cho trơn, và một lần nữa có bào thì bào cho láng nha. Người đẹp thấp bời Phi Thanh Dân, còn mấy vé? Một vé ủng hộ cho Phi Thanh Dân anh chị. Nghe, bên đây, bên sau lưng. Đây, chị áo xanh nè, đây nè, sau lưng em. Rồi. Đây nè, trời ơi. Trời ơi, lẹ nó đi em, nhanh đi, còn một bé. Trời ơi, quá. Trời đi hút. Quả ơi, Quả, có chồng rồi Quả ơi. Quả. Ở trên đó người ta có đâu có cặp hết trơn rồi đó Quả. Đừng có sắp sắp là mấy người đợi đón bên kia nha. Đó, đó. Nghe, đó. Rồi bây giờ Quyền xin mời tất cả anh chị mình có vé trên tay vòng loại đặc biệt thứ ba giọt số gì vậy? Sao? Kìa, bà sao em không thấy chị kìa? Vé nè, ai? Đó, ai? Bắt nhạc. Sao anh? Cậu, cậu, cậu. Và kính thưa anh, tất cả quý vị khán giả, anh là một trong những gương mặt sáng nhất đêm nay đó. Vì lý do là mình có một cái phong cách đẹp á, nên cũng như là gu của chị em của tụi Quyền á là thích những cái bạn là ví dụ Lê Cần nè. Gu của chị chứ không có chị em. No! Của chị. Đâu không có ăn muốn ăn gấp bỏ tay người của chị. Không chị ăn chị nói là của chị. Không chị ăn chị nói chị thích mà. Chị đâu có sợ ai đâu. Đừng trời nó ngắt. Nè chị đâu có chồng, đâu có dướng biếu cái gì đâu, đâu có dướng díu cái gì đâu mà chị phải sợ. Thì chị đâu phải nói của nó của chị. Nín, nếu như mà chị thích, chị sẽ nói thích. Còn không tại sao bà bán vé ta không đưa tiền? Cái bức lông cưng. À, tại sao bán vé ta không đưa tiền? Trời em nói cho chị nghe, đây là cái chiêu của em. Không có còn một vé chót mình phải nài nỉ, người ta không mua rồi phải để đó bắt buộc là phải lấy. Thôi lấy rồi mình quay trở lại mình lấy tiền. Rồi lỡ chị không thấy rồi sao? Thì không thấy thì mình vẫn lấy tiền. Rồi lỡ rồi không rồi quên rồi sao? Không bao giờ quên. Nói nghe là làm ăn cái này là toàn là tiền trao cháo múc em ơi, nghe. Tiền trao cháo múc. Đó, đúng chưa? Với lại đây là mối. Thôi mối, bây giờ ai cũng ở đây là ai cũng mối hết trơn á, chứ không phải riêng anh này. Tại em thấy là anh này đẹp trai. Đó, đúng chưa? Bây giờ là hai người đẹp. Bây giờ nói chị nghe nè. Xá gì một nại chú xanh. Ừ. Hai xá người dành, hai ba người dành, năm sáu người dành. Đây đó nè, áo tím đó nè. Áo tím dành nữa đó. Thôi đây là sợ số quý vị ơi. Thấy chưa? Quý vị quá rồi. Cái miệng nó lên cần nó tới mép tay nè chị. Đó. Nè, khoan. Tôi chưa nói hết. Để nói hết thôi. Cái gì vậy? Mất trong tim. Nè, kính thưa tất cả quý vị, Lê Cần hiện tại bây giờ là đang có một người yêu, và bên cạnh đó là có thêm hai ba người gình gặp đấy, gọi là cái sự gọi là cái sự gọi là cái sự gì ta? Cái sự gì dân? Cái sự mà nè. Đôm đa tình đời. Đôm đa tình đời. Xót xa tình bầu. Nói chung là cái sự của em là cái sự tủ lạnh với bánh tiêu đó. Đó, đúng chưa? Cái sự này là cái sự mà gọi là bắt cá hai bàn tay. Ủa cái sự này đi. Rồi cái gì bánh tiêu mà bỏ vô tủ lạnh?
bánh tiêu bỏ vô tủ lạnh qua ngày sau mình bỏ vô là quy sống mình quay lại mình ăn tiếp. Ê má, tôi bán bánh tiêu nha, không có đụng chạm nha. Và quý vị em, mẹ em bán bánh tiêu 4.000 cái, mọi người có mua ủng hộ cho mẹ em nha. Kệ mẹ em. Đi vô chỗ tay. Chúng tôi xin thật quý vị, bánh tiêu 4.000 một cái mà cái rất là nhỏ vậy. Trời ơi, nó quýnh em mẹ cái răng. Ai? Con cầu. Con cầu, bước ra. Trời ơi, quýnh má. Con đứng sao nãy giờ con có đụng gì tới má hết má. Xin lỗi chị, bự quá em nhìn chị không à. Con ẩn. Ẩn sức mẹ mẹ cái răng. Trời ơi, nó thức cái môi vậy, nó tát mẹ cái răng kìa. Thầy, thôi chị em mà sao em làm kỳ vậy? Trời ơi, tại sao? Ai biểu nó nói kệ mẹ em. Mày phải rồi, kệ mẹ em nói kệ mẹ em chứ có gì đâu. Mẹ em bé phải quảng cao chứ mọi người biết chứ. Nói nghe nè, ở đây là em, mẹ em đâu có đầu mà tư. Mà đáng lẽ là em đâu có nói, tự nhiên lôi bánh tiêu của mẹ em vô chi. Hả? Em đâu có mướn. Hả? À, 93 xẹt 49 đường số 9 phường 16 rồi dắp nha mọi người. Kệ mẹ đúng không? Rồi nhưng mà thôi bánh tiêu đúng không? À, bánh tiêu mới tụi bánh tiêu đó mày ăn vô tiêu đó, ăn vô tiêu lắm, bánh tiêu đừng đánh ăn anh chị nha. Dầu mỡ dữ lắm. Ăn sổ là tăng cân nha. Sổ chị. Rồi bây giờ cho mình ăn tiếp nha. Giờ sổ vô đây nha. Lên đi chị. Mấy gì đây số gì đó. Mấy gì đây số gì đây, mấy gì đây Giao ơi, vì sao nó đành tâm duyên kia mang đầu ai đó cao tương ai trước đây đau ngọc quý còn miêu nữa thôi sao nó đành dèo khổ đau. Con mười sáu mấy gì ra cái đây, mấy gì ra cái đây, mấy gì ra cái đây, mấy gì ra vừa mất con này con này giọt nhảy con số bảy số gì đây, mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, số gì đây. Một mái hoa quên mê sông càng lại tên sông tôi lại về bên này. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thân dài ta mặc kệ rộng trời. Còn sáu mươi số gì đây, cái là số gì đây, số gì ra. Ba gì đây phụ nữ ngày nay đêm ngày mà tâm em phải lo thực hiện kế hoạch cho nhu cầu, kế hoạch sinh con giữ gìn mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe trẻ trẻ mà cho ngoan, việc nước lo toan việc nhà mà cũng tốt. 31, cái là 31. Ba mươi mốt tôi đã con mấy. Số gì đây, ba gì đây, ba gì đây. Nếu thương bên nhau mà sao lại yêu thương đó, bờ mối nào đắng đỏ. Năm tháng xa vời đời có vui với ai, tạo xanh huyền màu thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu thì chưa biết yêu được gì, và ước mơ những gì. Hành lý khép mờ thằng mấy kiếm nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài buông tóc rối quần cài. Ba mươi hai mấy gì đây, bốn gì ra. Không giờ này nơi đâu có hiểu cho anh, có thấu cho lòng bằng cho mong. Nhớ thương nồng hồng hói hồng ơi, bao tháng ngày anh ước nguyện khi thấy bình chung mỗi tình. Bốn mươi chín mấy gì ra, mấy gì ra, số gì ra, mấy gì ra, có mấy gì ra, mấy gì ra, có ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra, ba gì ra. Có người hỏi tôi tại sao ước ra bài ca sầu nhớ ngắm trăng mờ hoàng hôn. 34 là mới biết cần hơn. Rồi 34 đạt cái chuẩn nhân may mắn nha. Rồi đứng vào trong vòng quyền. Rồi vì đây là vòng loại đặc biệt đúng không chị? À đúng rồi. Thì mình xin mời một cái vị khán giả cho nó công tâm một chút xíu nè. Rồi em xin mời một vị khán giả, chúng ta cùng bước lên sân khấu hỗ trợ nha. Sau khi hỗ trợ xong chúng ta sẽ được nhận qua hai bé. Chúng ta còn một vòng loại đặc biệt nữa. Anh chị đừng có bỏ ra về nha anh chị nha. Ai? Xuân Phong giơ tay. Rồi em mời anh. Rồi qua bên đây người đẹp phi thanh dân. Chết anh rồi.
Dạ rồi em chào anh ạ. Đây đây đây, giới thiệu tên và khoan. Kính thưa tất cả quý vị, vì đây là có thêm một người có một vị khán giả này rất là nhiều lần đoạt giải rồi thì đã có một cái số ý kiến trái chiều không hay. Thì bây giờ để tạo sự công bằng nữa, em xin mời một vị khán giả nữa à. Dạ. Chị cái ý kiến trái chiều đó là như thế nào chị? Ví dụ như là nói đoàn mình giống như là có cái người ở trong đoàn mình may mắn đoạt giải à. Vì đây là một vùng loại cũng như là tất cả những con số trong đây là quay ra ngẫu nhiên hết. Thì để tạo sự công bằng đó thì Quyền xin được mời dòng loại này mời thêm một vị khán giả nữa để chúng ta cùng nhau hỗ trợ cho đoàn để biết được đây là một chương trình rất là công bằng anh chị nha. Và bất kỳ một loại nào cũng vậy, em mời chị nha. Bất kỳ một loại nào cũng vậy, nếu như anh chị mình cảm giác mà nghi ngờ, anh chị mình cứ việc trực tiếp lên sân khấu kiểm tra vé và banh để xóa tan cái điều nghi ngờ. Nếu như mà có sự gian lận, chúng tôi chịu tội trước pháp luật và để gì ghê vậy chị? Đúng rồi em, tại vì mình đây là một trò chơi rất công bằng mà, tại vì nếu như mình sai sót mình phải chịu tội chứ em. Và nếu như trên đoàn cũng rất là cần sự hỗ trợ và kiểm tra của tất cả quý vị khán giả nữa, để làm gì, để cô bác anh chị mình biết đây là một chương trình rất là công bằng nha chị. Chị đại diện giùm em, anh qua bên kia nha. Rồi trước theo chị cho anh giới thiệu tên tuổi đi ha. Dạ, mời anh ạ. Tên là Nhơn. Cái gì Nhơn ạ? Quy Nhơn ạ? Cao Hoài Nhơn. Hoài Nhơn, dạ. Rồi mời anh Nhơn ra đây dò giùm em những con số ở trên đây ha. Ký hiệu 2352. Em lấy cái tay mày rồi. Ok. Số 7. Có 1. 34. Có 2. 49. Có 3. 60. Có 4. Hợp lệ. Ký hiệu là 2341. Số 7. Có 1. 34. Có 2. 49. Có 3. 60. Hợp lệ. Rồi em xin được cảm ơn chị nha. Rồi bây giờ chị qua bên đây, chị nhận dịp cho Quyền là hai bé giờ lấy thảo với giờ với giờ với đòn dòng loại sau. Kính thưa tất cả quý vị, vòng loại này chúng ta sẽ được tìm ra chủ nhân, đặc biệt nhận qua đó là nửa chị vàng 24. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ được nhận qua đó một gói tài trợ của công ty nhựa Phi Tiếp, một phần quà đặc biệt của công ty dược Nam Dương sẽ được gửi đến công ty Nam Dược. Và bên cạnh đó sẽ được nhận qua đó một phiếu quà tặng của áo cưới Vũ Wedding House, rất là nhiều tặng phẩm. Và ai là con số nhỏ còn lại sẽ được ra về với một gói quà tặng, đó là một con gấu nhỏ nè, bên cạnh đó là một phần của Phi Tiết và một phiếu quà tặng của Vũ Wedding House. Và bây giờ là mọi người tự qua đó quay luôn nha, mình tạo cơ hội cho hai bạn luôn. Con ơi, rồi qua đây chơi nè cưng, để cho hai người đó muốn làm gì làm. Mình không có dính dáng đúng đến rồi con số nha. Anh chị mình thấy học đoàn em rồi. Không bằng nha. Anh trai đầu tiên đã có con số thứ nhất rồi. Và bây giờ em trai thứ hai, ai sẽ người đi không về có, ai sẽ người rước gió trên không trung, ai sẽ người bàn tay lấp lánh, ai sẽ là người đoạt giải 5 phân vàng đặc biệt dòng loại thứ 3. Và ngay từ bây giờ dòng loại tiếp theo vẫn là 10 người đồng, chúng ta còn một loại đặc biệt 12 nữa anh chị nha. Em cứ quay đi, nó rớt con số ra rồi em quay cái đó nó sẽ rớt ra cho mình. Trời đất ơi trời. Đói đúng bao nhiêu lần rồi đó. Rồi được rồi đó. Rồi đúng rồi. Rồi đúng chính xác. Rồi quay tới phải đâu châu bò quay hoài. Mà không quay nơi đâu có ra đến phải quay. Dạ bây giờ chúng tôi gặp vô. Trên tay Quyền đang cầm con banh mang cái màu sắc gọi là màu cam vitamin C. Ôi trời ơi. Thì trên tay em đang cầm một cái gọi là màu xanh của nước dung dịch. Nước dung dịch ta màu trắng má. Xin lỗi. Có một cái loại nước nào đó nhưng mà nó vuông quá màu xanh. Dạ. Trà xanh. Trà xanh màu xanh lá chị. Thì là màu xanh. Xanh dương. Xanh dương là có đó là xanh của biển. Ok. Kính thưa tất cả quý vị, và ai sẽ là người chủ nhân đoạt giải được chiếc tích vàng trên tay của ban tổ chức là một chiếc gà đá 5 phân vàng 24. Và ngay từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với con số đầu tiên trong con banh này là số 2. Kính thưa quý vị, trên tay em đang cầm một con số rất lớn. Thì theo nhà thơ Xuân Quỳnh có câu: sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa. Vậy thì em nói đi. Thì trên tay em. Anh làm gì cười? Anh làm gì? Tay bốc 60 thì. Rồi, kính thưa tất cả quý vị, và số 60 hiển nhiên là anh trai bên đây sẽ là người may mắn nhất đoạt giải. Còn bên đây con số màu cam vitamin C của chị cũng không kém phần quan trọng, nhưng mà cuối cùng mình phải phân công bố thôi. 61 mà không, 61 là má nó gian lận đó má. chứ gì nữa. Ủa đây một con số rất là lớn nha chị nha.
con số 2. Thương. Rồi, dạ xin chúc mừng anh bắt ngay con số 60 luôn. Rồi cảm ơn em nha, quá xuất sắc. Nhận một con gấu nhỏ, một phần quà của VTX nè. Và bên cạnh đó tôi được nhận qua đó là một gói lip cool của công ty Nam Dược. Rồi, em ơi, em 60 rồi đó. Dân ơi, tặng một gói quà tặng của công ty Nam Dược. Dạ, bây giờ anh lấy cái nào ạ? Cái nào cũng như cái nấy em. À, dạ. Trong đó là có một phần của lip cool có đường và không có đường. Một dạ, bình, một cái dung dịch. Một bình nước giữ nhiệt. Và bên cạnh đó là một phần nước vệ sinh nha. Đây là 5 phân vàng của em. Bây giờ chị thấy em nóng á, nổi mụn á. Nóng nổi mụn đó. Về mình pha cái nước gì là cái nước biết vui mình uống nha. Thanh nhiệt, giải độc, mát gan, giúp cho chúng ta những người mà nóng trong á, ưa bị nóng hay là mình cái gì đó mình có thể mình uống. Rồi bây giờ anh có thể giới thiệu sơ qua tên tuổi, mình đến từ đâu và dòng này mình ủng hộ như thế nào không? Em ở anh Tinh Khang ở Bình Tân. Khang Bình Tân đến đây bao nhiêu lần? Đến hoài. Đến hoài luôn nha. Lần này lần thứ mấy không nhớ? Anh nhớ em. Đi với ai? Đi với bạn. Bạn trai gái? Bạn trai. Anh nhớ trời. Xin chào tất cả quý vị. Trên tay quyền đây là nữ chỉ vàng. Kiểm tra đi em Khang. Đi với bạn trai má ơi. Đi với bạn trai không? Tôi luôn. Bây giờ em bể kẹo hết chưa? Đúng chưa em? Em kiểm tra đi. Cảm ơn em nha, nhớ ủng hộ vẽ một loại sao nha Khang nha. Em là chồng hay vợ? Em. Bạn bình thường thôi ha. Rồi nói sao ha. Em ơi. Trời đất ơi, gì vậy quả? Sao vậy? Ôi đất ơi, dừa. Quả quả, làm nhại, gì con? Nó nhảy nó té đó chị. Trời đất ơi Khang, nó nghe nè. Quả, Khang nó có đẹp con. Trời Khang ơi Khang, làm gì vậy Khang? Trời ơi, rồi đi theo Khang bán 10 vé. Trời ơi, anh Khang không đẹp, anh có cái gác đẹp. Cái đẹp gì? Cái gì? Nó đẹp thôi, vậy thôi, dạ. Trời ơi, nhỏ này không anh nhận. Anh có nửa chỉ gian đẹp. Kính thưa tất cả quý vị, vòng loại 10 ngày chúng ta còn một vòng loại đặc biệt nữa nha anh chị nha. Nhanh nhanh còn một vòng loại nữa, còn một vòng loại nữa. Rồi ai mua vé cho cầu cầu 500 nhận lại tiền thừa giùm quyền à, giơ tay giùm em nha. Ai mua của cầu cầu mà đưa 500 ngàn nhận lại tiền thối giùm em. Trời ơi, con quả nó chửi chị cầu là con vắng mặt. Kính thưa tất cả quý vị, và đúng 7 giờ ngày hôm nay sẽ có cái trailer của ngôi nhà buổi chiều của người đẹp cầu cầu. Nói về cuộc đời sinh hoạt hàng ngày của cầu cầu, ngoài công việc đi ca hát thì cầu cầu sẽ có một công việc mới nữa. Ví dụ như là bán hàng live stream nè, dẫn tour du lịch ở bên Thái, và đặc biệt là phụ giúp gia đình của mình trong những bữa tiệc đám cưới, đám hôi nôi đầy tháng mà có tiệc nấu ăn á. Cầu cầu rất là giỏi để biết được cuộc sống của cầu cầu như thế nào. Thì anh chị mình nhớ xem, đón xem ngôi nhà buổi chiều của bạn cầu cầu. Bạn thấy chị, cái tập của chị cầu cầu là rất là đầu tư từ trước đến bây giờ luôn. Là mướn gì? Không có mướn mà là đi qua bên Thái Lan quay luôn. Nhờ. Mà không phải nhờ luôn, mà là đầu tư. Đầu tư đó. Đúng, dạ. Anh chị và các tập của Quyền, của Quả, của Vân và tất cả các bạn còn lại mà anh chị đã xem á, dạ, là đều quay ở Việt Nam, dạ. Nhưng mà công việc của cầu cầu là ngoài việc đi hát, phụ mẹ nấu đám gì đó, dạ, thì sẽ có một cái chương trình là gọi là dẫn tour đi du lịch ở nước ngoài nữa, dạ. Thì sẽ có ekip, nguyên một ekip sẽ bay qua bên đó, quay bên Thái Lan đó, dạ. Ở chung với cầu cầu mấy ngày bên đó để biết được cái cuộc sinh hoạt của cầu cầu dẫn tour như thế nào, dạ. Anh chị mình nhớ đón xem và ủng hộ cho cầu cầu nha anh chị nha. Em đã coi được trước, em đã may mắn được coi được trước cái trailer của chị cầu, thì em thấy được cái sự mà mập nhìn không ạ, chị kỳ quá, mập thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cái cốt yếu ở đây á là cái hoàn cảnh của chị rất là ấy, giàu phải không? Dạ không, chị không có trong, nếu như mà nhìn ở ngoài á, thấy công việc của chị là đi dẫn tour du lịch ở bên Thái Lan á, thì mọi người rất là buồn nha anh chị nha. Đó, cái nhạc đó là nó thay lời. Thay lời Vân, yeah, muốn nói anh chị, yeah, mình muốn biết như thế nào, nhớ đón xem cầu cầu, yeah. Và subscribe comment cho cầu cầu giùm em. Và bây giờ comment cho được comment nha. Bây giờ dò số trong lại 10 ngàn anh chị ơi. Vô. Comment